Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề Tài chính thuế số đặc biệt chào mừng năm mới của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, có thể nói năm 2017 là một năm đáng nhớ của ngành hải quan Việt Nam khi toàn ngành đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, và sẽ là thiếu sót nếu như không kể đến 10 sự kiện quan trọng của ngành đã góp phần vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính và phát triển kinh tế đất nước. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị để điểm lại những dấu ấn, 10 sự kiện tiêu biểu của ngành mà Tổng cục Hải quan tổng kết trong năm vừa qua. Theo chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao, năm 2017, ngành hải quan cần đạt mức thu ngân sách nhà nước 295.000 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi tháng phải thu 23.750 tỷ đồng. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trên thế giới và khu vực, việc thực hiện 10 hiệp định tạo thuận lợi thương mại đa phương và song phương như Hiệp định Thương mại Tự do khu vực ASEAN ATIGA, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Hàn Quốc VKFTA, ASEAN Trung Quốc ACFTA đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành hải quan do nhiều mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao theo lộ trình cắt giảm sâu thuế suất nhập khẩu. Thì một số những cái mặt hàng nó bắt đầu bước vào cái giai đoạn cắt giảm thuế quan mạnh, đặc biệt là nhóm hàng ô tô thì đã giảm từ 40% xuống 30%, kéo theo nữa là một loạt các mặt hàng và các cái hiệp định khác thì cũng giai đoạn bắt đầu cắt giảm mạnh, dẫn đến là làm giảm cái số thu thuế trực tiếp ảnh hưởng. Theo đó, ngành hải quan đã quyết định triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Số thu ngân sách của hải quan năm 2017 đạt 297.082 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán, bằng 102,44 chỉ tiêu phấn đấu do Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là số liệu được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với 35 điểm cầu tại hải quan các địa phương. Đối với nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017 của ngành tài chính, thì tại hội nghị trực tuyến vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã đánh giá là ngành tài chính đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao. Và chúng tôi cũng báo cáo với các đồng chí, theo cái tổng kết thì có một số cái mặt mà chúng ta có thể nói là nổi bật trên lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách và quản lý nhà nước của Bộ Tài chính mà được Chính phủ giao, cụ thể như sau. Thứ nhất là tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.283.000 tỷ đồng, vượt 71.000 tỷ đồng so với và tương ứng với lại 5,9% so với dự toán Quốc hội giao. Cũng tại hội nghị, báo cáo nêu rõ công tác giám sát quản lý về hải quan cũng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả. Theo số liệu sơ bộ, năm 2017, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 425,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm 2016. Dấu ấn tiếp theo của ngành hải quan năm vừa qua, đó là Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chủ trì cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp xây dựng đề án giám sát tự động tại cảng biển hàng không với mục tiêu làm đơn giản, hài hòa, minh bạch thủ tục hải quan và thủ tục giao, nhận hàng tại khu vực cảng kho bãi. Thì đối với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý ở trên các cái khu vực sân bay quốc tế thì phải chuẩn bị sẵn sàng điều chỉnh các cái hệ thống quản lý kho bãi rồi hành khách để mà kết nối với hải quan. Thì cái này là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế của các hãng hàng không, của các sân bay, của các cái hiệp hội vận tải quốc tế nói chung, thì tất cả các nước trên thế giới đều đã thực hiện. Trước đây thì khi chưa triển khai cái đề án quản lý hàng hóa tại cảng biển thì doanh nghiệp khi mang hàng ra khỏi cảng thì vẫn gặp cán bộ hải quan tại cổng cảng. Tuy nhiên với việc triển khai cái quản lý hàng hóa tại cảng biển thì cán bộ hải quan ở cổng cảng không còn nữa, sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ của mình bằng một cái phương thức khác. Vì vậy doanh nghiệp đến lấy hàng, đặc biệt là đối 60% cái lượng hồ sơ luồng xanh, doanh nghiệp đến lấy hàng thì chỉ cần ra gặp trực tiếp cán bộ của doanh nghiệp kinh doanh cảng mà không gặp cán bộ hải quan. Đấy là cái việc giảm cái khối sự tiếp xúc của cơ quan hải quan với doanh nghiệp là rất là nhiều. Thời gian tới, ngành hải quan dự kiến sẽ tiếp tục triển khai mở rộng tại các cục hải quan tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ.
ngồi ở bất cứ đâu cũng có Internet. Các doanh nghiệp đều có thể nộp thuế xuất nhập khẩu theo phương thức điện tử vào bất kể giờ nào, kể cả ngày lễ. Hàng hóa sẽ được thông quan ngay. Đó là nội dung chính của đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 được ngành hải quan đang phối hợp với 11 ngân hàng thực hiện. Phương thức nộp thuế mới này sẽ hạn chế được tình trạng không nộp thuế điện tử qua ngân hàng vào ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Chúng tôi có thể nộp thuế được ở mọi lúc mọi nơi và không phụ thuộc vào thời gian. Chỉ cần là doanh nghiệp chúng tôi có tiền ở tài khoản và có kết nối mạng là chúng tôi có thể nộp thuế bất cứ lúc nào. Như trước đây thì ví dụ như chúng tôi nộp chuyển khoản thì phụ thuộc vào cái thời gian, chẳng hạn hết giờ hành chính rồi thì là hệ thống ngân hàng đóng cửa, chúng tôi không nộp được nữa. Nhưng bây giờ thì không, và cái việc thông quan điện tử cũng nhanh hơn. Bởi vì là khi nộp thuế được thì là cái tiền thuế nổi online ở trên hệ thống hải quan và ngân hàng thì tờ khai thông quan tự động được nhanh chóng. Tiền của chúng tôi có trên tài khoản thì chúng tôi chỉ cần được chuyển một cái là đến cơ quan hải quan và đến kho bạc. Thì tất cả như thế thì là thông hết, thì là rất là tiện cho doanh nghiệp và giảm chi phí tối đa cho doanh nghiệp luôn. Thực hiện thủ tục nộp thuế 24/7 thì sẽ tạo thuận lợi cho về phía doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan, kể cả ngoài giờ hành chính thì chúng tôi vẫn có thể nhận được các cái thông tin liên quan đến nộp tiền để xử lý thông quan đối với hàng hóa. Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là tiền đề để tiến tới thực hiện hải quan tự động theo chuẩn quốc tế. Theo đó, từ kê khai, nộp thuế và thông quan hàng hóa đều phải bằng phương thức điện tử, sẽ hạn chế thấp nhất sự tiếp xúc giữa công chức hải quan với doanh nghiệp, vốn là nguyên nhân của nhiều tiêu cực xảy ra trong thời gian qua. Năm 2017, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã có nhiều diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến là đường bộ, đường biển và đường hàng không. Vùng biển chúng tôi quản lý thì vẫn diễn ra cái hiện tượng là buôn lậu xăng dầu. Thì cái này thì nó có hai cái điểm mà có thể diễn ra như thế này. Cái thứ nhất là giá dầu trong nước thấp hơn giá dầu nước ngoài thì cũng diễn ra là đưa cái buôn dầu từ trong nước ra nước ngoài. Cái thứ hai là giá dầu ở bên nước ngoài thấp hơn giá dầu trong nước thì lại đưa buôn lậu dầu từ bên nước ngoài trở về Việt Nam. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2017, lực lượng kiểm soát hải quan toàn ngành đã đấu tranh phát hiện, bắt giữ và xử lý 15.184 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, thu nộp ngân sách nhà nước 334 tỷ 800 triệu đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan hải quan đã khởi tố 51 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 68 vụ. Thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chính phủ chúng ta là giao cho 4 ngành quản lý ở tuyến hàng không và đường biển, nó chính quy hơn, nó chặt chẽ hơn, tương đối thuận lợi hơn so với tuyến đường bộ. Đường bộ thì chúng ta là biên giới thì rất dài, phức tạp, lối mòn, lối mở, vân vân. Mà hải quan thì chỉ bố trí lực lượng ở cửa khẩu thôi, lực lượng chuyên trách cũng hạn chế, vân vân. Và luật pháp quy định địa bàn, cho nên chúng tôi chịu trách nhiệm ở trong địa bàn hoạt động hải quan. Còn ngoài địa bàn thì luật pháp đã quy định là lực lượng biên phòng sẽ là chủ công trong việc kiểm soát biên giới, chống buôn lậu, lận thương mại. Ngoài việc đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 15.000 vụ việc vi phạm pháp luật, toàn ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là tăng các vụ việc khởi tố hình sự để răn đe. Quý vị, sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã tăng gấp 4 lần, đạt 400 tỷ đô la Mỹ tính từ đầu năm đến giữa tháng 12 năm 2017. Chinh phục dấu mốc 400 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất nhập khẩu là kết quả nỗ lực của mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nhờ đó mà chặng đường kinh tế Việt Nam đã thêm những con số ấn tượng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng tính từ năm 2017 đạt 385,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô xuất nhập khẩu đã tăng thêm hơn 200 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 6 năm,
tính từ năm 2011. Nhờ đó mà thứ hạng về xuất nhập khẩu của Việt Nam theo xếp hạng của WTO đã tăng lên rõ rệt. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng từ vị trí 50 trong năm 2007 lên vị trí 26 ghi nhận trong năm 2016. Trong khi đó, nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng từ vị trí thứ 41 trong năm 2007 lên vị trí thứ 25 trong năm 2016 và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc trong năm 2017. Lập mốc mới đạt 425 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017 và xuất siêu 2,7 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới bổ sung đạt gần 30 tỷ đô la, tăng 44,2%. Vốn thực hiện cũng đạt mức kỷ lục là 17,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8%. Và trong năm có gần 126,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký tăng 45,4% và gần 26,5 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động. Ngân hàng Thế giới nâng mức xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2016. Việt Nam đã xuất siêu thương mại và dự kiến năm nay sẽ xuất siêu trên 3 tỷ đô la Mỹ. Sự phát triển này sẽ giúp cán cân thanh toán tổng thể quốc gia có thặng dư khá lớn và đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, góp phần cho chính phủ hoàn thành và vượt mức 13 trên 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2017. Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sebastian Eckert và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã bấm nút chính thức vận hành Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam, gọi tắt là VTIP. VTIP không những sẽ đáp ứng một cam kết quan trọng trong Hiệp định tạo thuận lợi thương mại với WTO, mà còn đóng vai trò là một công cụ hữu ích để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm hoặc tham gia các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh. Từ tháng 3 năm 2017, Tổng cục Hải quan chính thức cung cấp thông tin từ khai hải quan điện tử nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần thực hiện chủ trương của chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và dữ liệu điện tử. Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử được xây dựng với mục tiêu cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, Cổng thông tin tờ khai điện tử hải quan đã có 1,16 nghìn tài khoản đăng ký và có gần 90 nghìn lượt tra cứu thông tin tờ khai. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã triển khai cơ chế một cửa đường hàng không tại tất cả các cảng hàng không quốc tế trên cả nước theo quyết định số 43 năm 2017. Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không đem lại lợi ích toàn diện. Trước hết, thể hiện nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, tạo nền tảng để triển khai cơ chế một cửa ASEAN theo đúng cam kết. Ngày 1 tháng 3 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã chính thức vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những công việc quan trọng đã và đang được ngành hải quan triển khai, thực hiện trong nhiều năm qua. Một số lượng lớn, rất lớn hồ sơ, bao gồm số các hồ sơ liên quan đến thông quan là 8,86 triệu tờ khai từ đầu năm đến nay, cộng thêm khoảng 50.000 cái hồ sơ liên quan các cái dịch vụ công trực tuyến khác, bao gồm cả cơ chế một cửa quốc gia, bao gồm cả các dịch vụ công phụ trợ, đã được triển khai bằng cái hình thức điện tử ở cấp độ 3 và 4. Điều này cho phép là gì, giúp cho chúng ta giảm chi phí về cho doanh nghiệp trong việc lưu trữ hồ sơ giấy tờ, giảm chi phí cho cơ quan hải quan trong việc lưu trữ hồ sơ giấy tờ, giảm thời gian xử lý cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp là không cần phải đến cơ quan hải quan, không phải phải đi lại, không cần mà doanh nghiệp có thể nhận kết quả trong các thời gian tính bằng giây đối với các thủ tục thông quan. Từ năm 2014, Tổng cục Hải quan đã triển khai thành công hệ thống thông quan tự động VNACCS trên VCIS, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 đối với những thủ tục hải quan cốt lõi trong thông quan hàng hóa. Đến nay, 100% thủ tục hành chính cốt lõi trong lĩnh vực hải quan về thông quan hàng hóa đã được tự động hóa. Với số lượng lớn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 như hiện nay, cơ quan hải quan đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp,
đó là khai báo các thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa, nộp thuế, phí, lệ phí, thủ tục đối với phương tiện vận tải và nhận được kết quả phản hồi của cơ quan hải quan trên mạng Internet. Những nỗ lực này của cơ quan hải quan đã giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hải quan Việt Nam chủ trì tổ chức thành công cuộc họp nhóm tiểu ban thủ tục hải quan SCCP lần 1 bên lề hội nghị quan chức cấp cao lần thứ nhất SAM 1 và SCCP lần thứ 2 bên lề SAM 3 và một số các hoạt động liên quan chuỗi hoạt động của APEC năm 2017 đã diễn ra tại Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Năm APEC 2017 với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung đã định hướng cho các ủy ban, nhóm, tiểu ban chủ động xây dựng chương trình nghị sự và nội dung tập trung làm nổi bật các ưu tiên và mục tiêu năm APEC 2017 về kết nối khu vực, hội nhập kinh tế và phát triển thương mại trong kỷ nguyên số. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn quý vị trong một năm vừa qua đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình của chúng tôi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua trang Facebook kênh truyền hình VITV. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.